Tập trước, đám học sinh A13 đã đụng chuyện với đám học sinh A1, làm cho cô giáo phải ra mặt giúp đỡ và dính vào một chuyện rắc rối vô cùng. Thật là... cô giáo và đám học sinh A13 phải làm gì để vượt qua rắc rối ấy? Mời các bạn xem tiếp nha. Con đã chuẩn bị một thứ rất là bất ngờ. Để nâng cao tinh thần học tập cho mấy đứa, con đã chuẩn bị một thứ rất là bất ngờ. À, trật tự. Dễ thương. Ngon lắm đúng không? Muốn ăn không? Rất là đơn giản. Bây giờ có đề trên bàn hết trơn hết trọi rồi đó. Làm trong vòng 30 phút. Nếu như ai làm trên 50 điểm thì sẽ được ăn bánh. Quá đơn giản. Còn nếu như mà làm dưới 50 điểm cũng có ăn luôn. Ăn không khí á. Làm đi. Bắt đầu. Được rồi, 50 điểm ăn bánh, ăn sô-cô-la, ngon lắm. Hết 20 phút rồi. Bây giờ là tới giờ thầy sẽ công bố điểm. Ai mà trên 50 thì sẽ có bánh. Bắt đầu đọc tên nha. Dũng. Cái gì? Anh đứng sẵn á. Dũng. Biết rồi, 99 điểm chứ gì. Cho mình bánh cua đi, đừng có giỡn nữa thầy. Dũng. Bánh cua hả? Dạ, thích ăn cua. Ngồi xuống, 20 điểm mà. Tùng. Coi tao. Dạ, thầy. Em cũng đói bụng á, cho em tô hủ tiếu. Có 30 điểm à. Chiều về ra hẻm ăn nghe không? Ngồi xuống. Học. Dạ. Cái tên này nghe hay nè, học là học giỏi nè. 49.5 à. 49.5 à. Cái tên này nghe hay nè, học là học giỏi nè. Xui lắm á nha. Ai à. Em mới xui á. Làm gì vậy? Em biết em không đủ điểm, em chơm cho lẹ. Đúng. Em như vậy là rất là thành thật. Có hay. Nhưng mà từ hồi đó tới bây giờ thầy chưa thấy một cái trường hợp nào mà đặc biệt như em. Rất là hay. Làm bài gì cũng 1/100 mà. Rất là đặc biệt. Hen. À, tới bạn khác đi. Lý. Dạ. 87. Wow. Ăn cái gì nè? Chưa muốn ăn gì. Thôi khỏi hỏi đi. 100 điểm lận. Ăn gì nè? Cho em cục rau câu màu xanh. Nè hả? Dạ. Ôi, đúng rồi, thầy thấy ăn ngựa. Cho ăn ngựa luôn. Em lấy giống chương luôn thầy. Ngựa luôn hả? Ngựa nè. Hai đứa ngựa. Xin ăn miếng nha chương. Cốt. Mấy bạn còn lại nãy giờ chưa đọc tên, đứng dậy. À, cho một chàng vỗ tay đi. À, chàng vỗ tay hồi nãy là chàng vỗ tay khích lệ thôi. Xui. Ngồi xuống. Ê, nãy giờ thầy quên bạn Nhi. Làm gì mà có 5 điểm mà cho bánh kẹo cái gì. Trời ơi, 5 điểm nhục nhã quá chị vô. Còn bánh xuống thế tao. Trời ơi, nản quá à. Áp lực chuyện học hành. Rồi có đồ ăn trước mặt mà không được ăn. Chán, chắc tao bỏ cuộc quá mày ơi. Trời ơi, xuống.
bỏ cuộc lắm luôn nè. Bò đi. Bò. Nhanh lên. Bò đi mày. Đứng lên. Bò. Sủa đi. Sủa. Gì vậy, gì vậy, gì vậy? Má cái thằng mất dạy, tao phải đập mày. Sủa đi. Sủa. Sủa. Sủa đi. Tao nói thiệt mày, tiền ông già tao á chôn đơn tụi mày còn được nữa. Sủa. Tao nghe. Tùng ơi, mình chôn nó mình có quỳ gối không Tùng? Mày điên hả? Tao chôn mày luôn á. Nó chôn mày là đúng rồi đó. Bỏ đi anh, em biết nhà anh giàu mà Tùng. Tức lắm. Nói tới khúc này cái muốn đàn ông luôn vậy đó. Em nói anh nghe, cứ im lặng kiểu này hoài là nó làm tới cho coi. Em quyết định ngày hôm nay em phải học cho thiệt là giỏi để cho tụi nó biết tay em. Mấy đứa thấy anh có đẹp trai không? Có, anh Tùng đẹp trai nhất cô. Vậy thì anh nói cái gì thì mấy đứa cũng nghe đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì kỳ kiểm tra lần này mình phải đạt 50 điểm thì anh mới thương. Yeah. Như vậy thì chúng ta quyết tâm ha. Đứa nào quyết tâm kỳ thi lần này đạt trên 50 điểm thì đứng dậy. Cô, tụi em quyết tâm kỳ này á không chỉ là 50 điểm mà phải hơn 50 điểm nữa cô. Dạ. Yeah. Đi đâu vậy? Đi đâu, đi đâu vậy cô? Đi đâu vậy cô? Ê, nhìn đi. Đây là bộ dạng của em hiện tại á. Lớp cô chưa quỳ là em quỳ trước rồi đó. Không lẽ em muốn mình nhục nhã gì cả đời hả? Đồ cái thứ bê đê ẻo lạ, yếu ớt. Con gái nhà tình người ta khóc kìa bay. Thấy thương quá. Tính ra cũng tội chứ bộ. Nó đâu có muốn gì đâu. Chống cự hả? Chống cự hả? Nói gì chống cự? Hả? Nói gì chống cự? Đã như mày chưa? Không lẽ em muốn mình nhục nhã gì cả đời? Tao nghe tiếng con gái khóc thúc thích đâu đây mày. Về mà chơi búp bê đi nha mày. Đứng lên. Bỏ. Sủa đi. Ôi, con xua em mạnh mẽ được không ạ? Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên. Chúng ta sẽ tập thể lực trước. Nhưng mà cô ơi, đi tập thì đi tập, nhưng mà sao em phải mặc áo này ạ? Em không biết gì hết trơn à. Nè, trên này có cái logo của cô nè, thấy không? Phía sau lưng nữa nè. Đó, có hình chibi. Cái này là hình của cô luôn nè. Đó, dễ thương không? Dễ thương không? Thiết kế rất là dễ thương. Chưa kể cái áo thun này nha, làm từ 100% cô tông. Em mặc vô em tập thể lực sẽ hút mồ hôi cho em mát lắm, thích lắm. Mặc đi. Nhưng mà em có một cái áo mà em tập cả tuần thì sao mà em mặc được? Thì em mua ủng hộ cô đi, cô cho em cái được rồi. Còn là em phải mua ủng hộ cô chứ. Đường nào thì cô cũng dạy em miễn phí đúng không? Giờ em mua ủng hộ cô bù. Nói cho em nghe, cái áo này có 350 cái thôi. Mà bây giờ em mua liền á, được giảm còn 290 nè. Ngoài ra có móc khóa nữa nè, dễ thương không? Ủa cô nãy giờ cô quảng cáo hả? Ủa sao quảng cáo trắng trợn quá vậy? Nhưng mà cái móc khóa thì được hả? Không không, cái này cô cũng bán 35.000 cái. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập sức bền ha. Cả mọi chuyện đều cần sức bền. Không có sức bền thì em chạy trốn còn không được, chứ đừng có nói gì đánh trả. Dạ. Nha, đợi cô chút. Đây. À, cái gì vậy cô? Để tao vô gần vô. Đây, cô đeo cho. Rồi, giờ cô buông ra nha, buông ra nha. Ôi, đặng ơi, sao mà em chạy được. Trời ơi, cái này có là cái gì đâu, bình thường cô tập gấp 10 này á. Tập đi. Cô ơi, nặng quá à.
em nói đúng không? Hello anh Khan. Ôi, nguy hiểm quá. Đây là Như Hoa, nhân viên nòng cốt của cô. Nếu một lát nữa mà em chạy chậm là cô sẽ cho Như Hoa hôn em đó. Lần trước á, cô có lấy hình của em gửi cho Như Hoa thích em lắm. Cho nên bây giờ cô cho phép Như Hoa được ở đây tập thể lực với em nha. Em cảm ơn cô. Anh Khan ơi. Cái bài này hiểu chưa? Ê Trương, Trương, Trương. Đây là đâu rồi? Đây hả? Đây là phòng họp của bạn Tùng. Dữ. Ủa mà ba mày đâu rồi Tùng? Trời ơi, cứ học đi. Tao đuổi ba tao qua bên kia rồi. Mày bảnh mày. Ủa? Ghen cha. Trời. Ba tao á, nghe tao ôn tập á, ổng mừng rơi nước mắt luôn á. Có khi chúc ba mày đi mua heo cúng. Vậy sắp có đồ ăn rồi. Mình lại học để mình lại ăn hoài. Thôi, tập chạy đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tập cận chiến nha. Như Hoa. Dạ. Một lát nữa khi nào cô Hô bắt đầu á, em cứ tưởng tượng Đức Anh là người yêu của em ha. Cứ nhào tới ôm, nhào tới ôm. Nhào thoải mái nha. Em cảm ơn cô. Đức Anh, em cứ tưởng tượng Như Hoa là kẻ thù của em. Nó bắt được em là em chết chắc. Cụ Thi, bắt đầu. Cô ơi cứu em. Đến đây. Se acabó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra thử để xem thành quả 3 tuần qua chúng ta cố gắng như thế nào. Cô yên tâm, tụi em sẽ làm được. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Wow! Tôi tin bạn. Tôi tin bạn. Con mày nãy là hơi lớn. Cô ơi, em xin lỗi cô, lần sau em cố gắng để không làm cô thất vọng nữa ạ. Dạ, em xin lỗi cô. Em cũng xin lỗi cô luôn. Lần sau cô em sorry cô. Này rồi, mày xuống đi mấy đứa. Cách này không ổn rồi. Hay đây cô tính cách khác. Không ổn thiệt rồi cô ơi.
Rồi giờ sao? Tôi đã nói với cô rồi, con đường đi đến thành công á không có dấu chân của những kẻ lười biếng đâu. Chỉ có học hành chăm chỉ thật sự mới đem lại được kết quả tốt thôi. Nè, tôi đi giúp cô á soạn một bộ đề cương riêng. Cô cứ theo cái bộ này mà ôn tập cho tụi nhỏ, bảo đảm kết quả sẽ thay đổi. Ê, để có gì tôi thử coi. Thôi, giờ tôi đi nha. Không phải dạy cho nhóc Đức Anh tập thể lực nữa. Bye. Ok, yên tâm nha. Chúc con may mắn nha. Khí hydro cháy trong không khí tạo ra khí hydro clorua làm phản ứng được tự nhiên bằng phương tiện của học gì. Vậy cái mà quá trình này thử tính kim loại là tính chất của một cái nguyên tố mà nó dễ mất cái electron nhất, nên là cái quá trình thử electron này là quá trình thử hay là nhường, thu hay nhường? Nó không nhường. Đi lại nha. Ai sẽ ép mệt rồi thôi ráng học. Sẽ có tập 14. Tập sau rất là hấp dẫn, cho nên mọi người nhớ đăng ký kênh và like cho An nha.